Hello, lại trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng đã đến với kênh của Sơn Loa Audio nha. Là tiếp tục. Hôm nay thì lại vẫn như thường lệ, đó là sản phẩm nào làm xong thì lại quay clip, lại giới thiệu, lại chia sẻ cho anh em. Thì các siêu phẩm V6 full loa cho đến không full loa thì anh em biết rồi. Hôm nay em làm đầu Camry, bởi vì có rất nhiều bác này ở trên mạng, nhiều anh em cứ nghe người này người kia đồn nhau là tiếng Camry cái lọ cái chai. Thì em cũng đáp ứng theo nguyện vọng của anh em, tức là lắp đầu Camry mà phải là full tính năng như đầu V6. Đây là đây em giới thiệu luôn. Cũng sản phẩm full hai loa hai bên. Full hai loa hai bên theo yêu cầu. Nhưng lại lắp đầu của Camry chứ không phải là lắp đầu V6. Đấy. Lắp đầu Camry lên full mạch của V6. E căng của AR, lắp loa toàn dài, lắp loa đồng trục 13 phân. Đấy. Cũng rất là hay. Nhưng đặc biệt, đây là bản full loa, lắp đầu Camry, mạch V6, lại thêm giải mã lốt LED, thêm USB, thêm Bluetooth, audio in out, âm ly ngoài, áo sắp tai nghe, nói chung là còn phút phùn phụt. Đấy, loa đồng trục, bát chép đầy đủ. Đấy. Nhưng mà lại lắp đầu Camry. Đấy. Vỏ to, size 20 này, 40 này, gần 60, tóm lại là nó cũng rơi vào tầm 55. Cao thì rõ ràng là 13 cộng 4, cao tầm 17 phân. Đấy. Còn sâu thì mặc định con nào như con nào tầm 25 phân. Em sẽ cắm test cho anh em. Con đặc biệt của con đầu Camry này, nếu anh em nào yêu thích chất âm của Camry mà lại muốn full tính năng như V6 thì anh em chơi con này là rất hợp lý. Vì con này em đã làm thêm giải mã lốt LED, đọc được mọi định dạng file. Đấy, cái hay ở chỗ đấy. Rồi bây giờ còn con đầu V6 của em đấy thì không phải nghĩ luôn anh em này. Đấy, con đầu V6 của em đây thì anh em đã biết rồi. Bây giờ em sẽ tắt con đầu V6 này, rút USB ra, rút nguồn ra. Rồi bây giờ em sẽ cắm nguồn vào đầu Camry full loa. Có thể đánh ra loa ngoài, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, ra âm đi ngoài, ra sắp, ra tai nghe, đầy đủ mọi thứ. Bật công tắc nguồn. Hoặc cắm USB đằng sau. Đây, Camry cắm USB đằng sau. Đấy. Bật lên. Chọn radio. Đấy. Nghe USB. Đây là đang CD. Nó đang đọc CD. Đấy. E căng của AR. Quá tuyệt vời luôn. Anh em nào thích Camry full V6 thì anh em lấy bản này. Tiền thể em nói luôn là em đã làm cung cấp cho anh em toàn quốc rất là nhiều năm nay rồi. Nếu anh em nào đã có đầu Camry này mà muốn lên cái form này thì em đã làm cho anh em đây. Đây ạ. À. Anh em xem nhé. Anh em về đặt đầu Camry vào đây, lắp loa vào đây. Nếu anh em nào thích loa của em cũng lắp loa sẵn cho anh em. Đấy, anh em đặt đầu vào là được. Đấy. Đặt đầu Camry vào đây. Ok chưa? Em làm hai màu. Đấy, đặt đầu Camry vào đây cho em. Rồi lắp mạch các kiểu là em đã đồ full lốt LED Bluetooth audio in out rồi. Chỉ việc anh em có cái đầu Camry là anh em đút vào đây là xong. Anh em ở bất cứ nơi nào mua một bộ vỏ hoàn thiện như này là anh em về đút vào là xong. Đấy. Nghe USB. Ngày nào cho ta biết đấy. Tính là đường cây đầy đủ, đọc rất là nhanh, bật đấy.
ok anh em nhá. Tiện thể em giới thiệu luôn, em có những cái e căng, những cái e căng của loa. Đây là dòng loa Ovan 6x9. Anh em nào mà có loa mà không có e căng, em sẽ bán những cái e căng này cho anh em về ốp vào là xong, rất đẹp. Đấy, e căng loa lọc điện của Mỹ, em đóng hàng gửi cho các bạn khách đây. Lọc 4 lỗ của Mỹ thì hàng này là em bán nhiều rồi, cho nên là cái đồ đẳng cấp của nó thì anh em đã biết qua rất nhiều clip rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì lấy nhanh, em cùng giới thiệu luôn. Lọc 4 lỗ của Mỹ rất chất lượng, giá cả phải chăng. Còn e căng đây, còn chủ đề chính hôm nay vẫn là CD ô tô lên full. Đây là dòng Camry full loa. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em nha. Anh em nhớ là mua bán không quan trọng, mà quan trọng là tập trung vào phát triển kênh. Cho nên anh em nhớ like, subscribe kênh giúp em nha.